Ok, xin chào mọi người. Hôm nay mình sẽ giới thiệu các bạn một bức tranh mà mình sẽ tô màu bức tranh này. Thể loại trường học nha anh em. Đó, hai bạn đang nằm với nhau này. Cặp đôi nha. Thì mình sẽ vẽ hình trái tim vào nữa cho nó giống. Ok, bắt đầu luôn nha. Bắt đầu nha, vẽ hình trái tim vào giữa đây này. Cái hơi lỗi tí rồi, anh em thông cảm. Lỗi thì phải sửa lỗi ngay. Rồi tiếp theo thì mình sẽ tô màu đen những môn trường khác. Vì vậy lỗi chúng ta sẽ sửa thành như này nha. Ok, đầu tiên là tóc nhân vật thì ông này sẽ là rất hùng hổ, sẽ là tóc màu xanh lá. Còn nhỏ kia sẽ là tóc màu cam nhé. Tranh này rất nhiều chi tiết này anh em. Mình sẽ tô tóc cho hai đứa bên tay trái và màu đen nha. Ok, và khuôn mặt của chúng ta sẽ sử dụng màu da nha. Và tiếp theo thì là cặp đôi nên chúng ta sẽ chơi đặc màu với nhau nhé. Áo đứa này màu xanh lá và tên kia sẽ là màu cam nha. Cặp cũng tương tự luôn, bộ này, cái bộ này. Quần thì lại nó xinh lá ở bên cái màu cam. Ok. Và tiếp đến là những đây thì sẽ là màu cam và bên này sẽ là lại màu xinh lá. Rất ảo đúng không anh em? Nhưng mà thôi chấp nhận được. Ok, và dùng màu xám để tô phần nền cho anh em xem nha. Thì mình sẽ... Đó, hãy tô nhẹ cái này để cho nó phục màu nhé. Tôi đánh màu. Tốt rồi. Ok. Hãy tô thật nhẹ và chỉnh chi tiết nha. Cái này sử dụng sẽ là mạ. Nhìn qua đi, quá đẹp. Mọi người chuẩn bị xem kết quả của mình nha. Sẽ là một đùa. Và đây chính là thành quả của mình, ba đứa trẻ đang tập hát. Mọi người có thể tham khảo cho cách tô màu của mình và tô màu theo nha. Cảm ơn mọi người đã xem video của mình. Hẹn gặp lại mọi người những video tiếp theo. Bye bye. Cửa sổ cứ phun màu đỏ đi cho giống nhau. Bức tranh này quá nhiều chi tiết. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Đó. Thấy như này nha, theo tôi như này đẹp, nó mới đẹp được kiểu anh em. Môi trường để nguyên màu trắng nha, môi trường này để màu trắng là hợp nhất. Ok, xanh dương của tôi đâu, đây rồi, xanh dương tôi vừa đám mây nha. Ok, hết tốt, thật nhanh, thật nhanh. Ok. À, chúng ta dùng màu vàng để tô môi trường này, ghi cái máy cho một vàng đậm nữa. Còn cái đồng hồ thì dùng màu cam. Ok. Còn môi trường sử dụng màu vàng nhạt nha. Hãy tô tốc độ càng nhanh nha mọi người, thì màu nó mới đẹp được. Hay tô ẩu nha, màu nó đẹp chứ tô hoài là màu xấu lắm. Ok, mình đã hoàn thành cái môi trường và tình yêu nha. Đó, rất đẹp đúng không? Mình sẽ tiếp tục ngồi bóc màu. Anh em cứ nhớ ghi nhớ và tham khảo đi. Và có thể tôi theo ý mình nha. Mình không có móng tay bóc hơi lâu thì không cả. Ok. Cố lên. Và đây là video thứ 44 nha. Mình bóc xong cái này mình sẽ đánh dấu. Tiếp tục đây nha, mình đi đẹp mà sỏi cũng đẹp không lấy tiền, anh em cứ xem đi, tôi bóc màu ạ.